Các bạn ơi, giờ ra thăm những trái cà chua xem có trái nào hái được thì mình hái hết vô nhà nha các bạn. Trời lạnh quá rồi, những cái lá cây cà chua nó đen thù lui ha. Đó, yếu quá rồi. Ở đây có một trái nè, vẫn còn ngon ha. Nó tươi mà nó lạnh thiệt là lạnh nè các bạn. Đó, đem tô ra làm chi, đem ra để có trái dâu nè, hái bỏ vô đây nha. Được một trái ha. Dễ thương ha. Tiếp tục hái ở đây. Có mấy trái hái luôn. Wow, cà chua này ngon lắm ạ. Hái xong mà có thời gian vô nhà ăn á, mới vui các bạn. Nè, cà chua nè, chín ở dưới này nè, nó đổ xuống đây nó chín ở dưới này. Wow, nó rụng một mớ ở dưới luôn. Ê, mấy trái này nó nứt hết trơn rồi các bạn. Mùa này quá lạnh lẽo. Ngày hôm qua ra là thấy đông đá hết trơn mấy cái lá này. Mấy lá này nó dính giống như đá bột vậy các bạn. Nó lạnh thiệt lạnh mà nó nhả ra cái vẫn sống lại nè. Khi nào mà đóng đá mà đổ tuyết mà lâu quá thì mấy cái cây này nó sẽ bị úng. Nó chết lạnh đó các bạn. Nó đen thiệt là đen. Đó, bây giờ mới phủ một lớp lạnh sơ sơ thôi mà đã chịu không nổi rồi đây nè. Bên này có một cặp chín mà nó bị gì rồi ha, bị gì vậy ta, bị nứt rồi, bỏ vô đây. Vẫn còn được mấy trái cà chua, trái này nứt rồi thôi bỏ ra ha. Ở đây nè, nguyên nhánh cà chua nè, nó đổ xuống như này. Cỏ không à, mùa này cái mưa bye bye là có cỏ à. Rồi, cà chua đây, có một bớ nè các bạn, kia kìa ha, dễ thương chưa. Được hai trái thôi, trái kia nó chín đỏ quá, nó nứt rồi nè. Thấy không, nứt chưa, nứt rồi nè, nứt thiệt đó ha. Còn hai trái này. Mùa này là đi mót cà chua. Đây một trái chín rồi, đem vô nhà mấy ngày là nó đỏ lên. Trong này còn không. Wow, đây nè. Vẫn có cà chua để hái trong lạnh ngắt, lạnh quá. Trái này ok, hái luôn nè. Đó, nó hườm rồi, để tới ngày mai là nó đá nó xuống nó nứt hết. Mấy trái này hái luôn ha, nó già rồi, nó chín rồi, hái hết. Mùa đông thì không biết mình có chịu lạnh nổi để ra làm cỏ từ từ không ha. Làm mỗi ngày tí thì nó cũng hết. Ở đây có một cặp cà chua hái luôn, trong này nữa nè. Để đỡ đây ha, trong này đây trái này nè. Wow, hôm nay á đi ra mót cà chua mà cũng nhiều quá chừng. Cả 2 tuần hay 1 tuần gì rồi ấy, mình không ra vườn mình mót cà chua. Bên này nữa nè. Cái trái của nó bị lạnh quá rồi. Mình rờ vô cái tay mình cũng buốt luôn, cả tay luôn. Cầm có hết không đây? Cầm không hết rồi, chồm qua bên này bỏ. Đó, cầm qua bên này luôn. Cầm cái tô ra đây. Có hái được dâu không mà cầm tô ra đây vậy, không biết nữa. Cà chua trong mùa thu lạnh quá các bạn. Tay chân rồi nó lạnh buốt cái tay luôn. Đây cặp này ngon ha. Giờ là hái được trái nào là thiệt là quý trái đó. Quá chừng cà chua màu cam của mình nè. Mình hứa mình ra mình hái cho các bạn xem đó. Mà bây giờ nè các bạn thấy không, đổ xuống rồi nè, trái nè, đã chưa, phải hái luôn đi cho rồi. Ngày mai là lạnh lắm, hái được cái gì thì hái cho thỏ ăn ha. Cái trái nó bự chưa, đó đây nữa, nó dài quá à, đi hái cái dài quá. Được trái này các bạn xem, nó rụng nè, đây trái nữa nè.
nó chưa chín hết các bạn ơi, hái cho mấy con thỏ ăn cũng ok. Cái trái này là bự nhất nè, bạn thấy không, cái trái bự của mình nè. Lúc trước mình hứa chín là sẽ quay cho các bạn xem mà tới bây giờ nó cũng đâu có chín đâu. Trái này chắc nửa ký không, bứt xem nó dài quá các bạn. Cà chua gì đâu mà nó bự nó sao tuốt ra đó, được trái như cái lồng đèn ha. Đó, trái gì bự bằng cái tô luôn nè, thấy không các bạn. Vô xào nấu gì được không ta, cà chua màu cam chắc ở trong chín rồi á, vô thử ăn ở trong nó ngọt như thế nào. À, cái tô này giờ hết chỗ rồi, phải bỏ ra ngoài thôi. Dâu nè, chút xíu mình sẽ quay cho các bạn xem dâu bây giờ đâu có ra trái đâu. Đó, cà chua gì mà nó bự khủng khiếp ha. Chắc chắc lên cao đi mấy cái trái này, chắc lên cao để cho mấy cái trái đỏ này nó nằm ở đây. Đó, đẹp chưa? Ha, được rồi, cà chua. Mấy trái bự này cũng hái thử cho con thỏ ăn thử ha. Thỏ, thỏ đang đợi nè, để mình qua mình cho thỏ thử nó ăn như thế nào. Đó, ăn cà chua nè các bạn. Mình dễ thương nha. Nhìn nè, cái ruột cà chua ở trong nó cũng ẩn ẩn hồng hồng rồi. Ăn cà chua đi chứ gặm mấy cái phim chi á, thỏ mẹ hả? Gặp cái chừng trúng tay à. Thấy thương không các bạn? À, cà chua xanh năm nào thỏ cũng ăn hết các bạn, không có sao hết á. Rồi, bỏ vô trong ăn đi. Nè, thỏ bông ăn gì đó thỏ bông? Thỏ bông ăn gì đó hả, ăn gì ngon quá vậy thỏ bông? Đó, chụm lại ăn mấy trái cà chua nè, không năm nào cà chua trồng cũng thỏ hưởng nhiều á, còn lại cà chua xanh là thỏ được hưởng hết. Thấy thương chưa, chú Lan có ăn được cà chua không? Chú Lan, chú Lan cũng tham gia gặm cà chua nè, không biết đừng ăn các bạn ơi, cũng ăn đó, thấy chưa. Xong rồi ha các bạn ơi, đây là cây rau cải Mỹ của mình nè, mình trồng cải xoăn nè. Đó, cái này ăn tốt lắm, nhưng mà bây giờ mấy con thỏ mùa đông nó đói bụng quá đó các bạn, mình hái mình cho thỏ ăn ha. Chứ ở trong nhà mình cũng có rau rồi đó. Nó trời nó lạnh á, thì cái rau này nó hơi dai, mấy thỏ ăn á, thì mê lắm. Mình ăn á, cái này á, thì mình ăn ăn non á, thì ngon, còn mình xay nước uống các bạn rất là tốt cho sức khỏe nha. Cái rau kale, cái rau này là ở ngoài chợ bán 3 đô nửa ký đó các bạn, 3 đô la là khoảng 60 mấy ngàn nửa ký, 60 mấy ngàn tiền Việt Nam nửa ký đó. Đó, ở Mỹ thì người ta chuyên mua cái rau này về để người ta xay uống thôi. Đó, bây giờ mình tặng cho mấy con thỏ. Mùa đông đâu có rau nhiều đâu các bạn. Rau nè, úa tàn hết trơn rồi, salad vẫn còn nè. Chút xíu ra mốt salad ha. Dàn nho của mình hôm nay nè các bạn, thấy chưa? Lá thì ủ rũ, úa tàn, rụng tả tơi luôn các bạn. Chỉ còn cái sườn cây chuẩn bị đón mùa đông tới. Mùa đông tới sao mà nó lạnh lùng quá các bạn ơi. Nó buốt giá quá, buốt giá buốt giá. Thôi mình đi cho con thỏ ăn đi. Nói tới mùa đông là mình sợ lạnh. Mấy con thỏ này cũng sợ lạnh nè. Thỏ ơi, hái miếng rau cho thỏ ăn nè.
Đây. Thích chưa? Cho hết vô cho thỏ. Thỏ thích lắm các bạn ơi. Rau vừa tươi vừa ngọt nữa. Đó. Thỏ chuột lang. Đây là chú thỏ đực bông. Đây là chú thỏ đực đen. Còn kia là cô thỏ cái. Thỏ cái cũ nha các bạn. Thỏ mẹ cũ đó. Rồi có một chú chuột lang nè. Nhìn dễ thương chưa? Ha. Thì chút xíu nữa mình sẽ qua mình cho thỏ mẹ. Thỏ mẹ mới các bạn. Thỏ mẹ mới đang có baby trong bụng đó. Đang có thai. Cho nên chắc khoảng một tháng nữa là sinh thôi. Mình đoán như vậy thôi. Nếu mà có thì mang được baby thỏ thì sẽ sanh nha. Còn không có thì thôi, giống như thỏ mẹ này nè. Lúc trước có thấy nhổ lông tùm lum hết, tưởng đâu thỏ mẹ sẽ sinh được thỏ con, nhưng mà không có thấy sinh thỏ con gì hết trơn á. Cuối cùng mua con chuột lang nè các bạn. Đây là chuột lang nha, không phải loài thỏ. Mua về để làm con đó. Vui ha. Ở trong chuồng vừa có chuột lang rồi vừa có thỏ mà cũng sống chung được. Hòa thuận nhau lắm các bạn. Các bạn thấy chưa, đây là rau tầng ô của mình nè. Ngã nghiêng ngã ngửa nhưng ra rất là nhiều bông, ra rất là nhiều hạt giống. Nhưng mà không biết mình có lấy giống được hôm nay không. Rồi rau dền nè. Đó, rau dền giả trơn rồi ra bông nè. Ý bữa sẽ rụng xuống đó. Thì ở đây có một mớ cải nè. Đó, cải lãng, cải làng gì đây mình không biết, thấy người ta gọi vậy đó. Mà cải này ăn rất là ngon, nhưng mà mình cứ bẻ hoài như vậy nó lên lại các bạn. Lên lại thì mình thấy dư rau thì mình cho thỏ ăn nha. Tội nghiệp mấy con thỏ, mùa đông nó rất là đói bụng. Thì ăn rau ăn cỏ quen rồi. Cho nên mỗi lần đưa cám hay đưa những thức ăn khô đó, thỏ lại không có chịu các bạn. Cho nên mình để dành mấy cái gốc rau này chỉ riêng cho mình, cho mấy em thỏ ăn thôi. Chứ mình có thèm á thì lâu lâu cũng ra bẻ luộc hay xào ăn. Nhưng mà rau của mình dư các bạn. Mình đi chợ thì mình thấy những loại rau mình thích, mình hay mua mình ăn, cho nên mình để dành mấy cái này cho mấy em thỏ. Thương lắm. Mấy em thỏ dễ thương của mình. Vậy ha, đi qua thăm thỏ mẹ đây. Tự nhiên ở đây có cái bông bí đang nở vào cuối mùa thu nè, chuẩn bị tới mùa đông, tuyết đổ xuống nè. Cái bí này tội nghiệp chưa các bạn. Đó, bữa hôm mình cũng nhổ mấy cây bí mình cho thỏ ăn rồi đó. Nè, đây, ra bông ra búp gì đâu, đổ ra như vậy mà đã lạnh lẽo quá rồi. Đi qua thăm thỏ mẹ đây. Đây là chuồng của thỏ mẹ mới nè các bạn. Đó, thỏ mẹ mới đâu, thỏ mẹ mới cáo đâu rồi, ra đây. Ra đây, nhìn đẹp gái chưa? Đó, đang mang thai đó các bạn. Đó, đã cho thỏ đực vô với thỏ cái này khoảng ngày 25 tháng 10 đó các bạn. Thì chắc khoảng 25 tháng 11 cái thỏ này bắt đầu sinh con á ha. Đó, nhìn dễ thương ha. Tròn vo, nhìn trắng trẻo, đẹp gái. Hello, thỏ đẹp gái quá à. Tất nhiên là mình phải đẹp rồi, thấy mình gặm cái cọng cỏ là biết mình là con nhà quý tộc của loài thỏ rồi. Ngon quá, cảm ơn chủ nhà cho mình ăn vài cọng cỏ nha. Nói chuyện điệu quá đi thỏ ơi. Hả? Thỏ điệu quá à. Nè, nhiều rau nè, ăn hết đi. Đó, ăn hết đi ha. Cái bữa nữa xanh mấy chú thỏ này chắc đẹp lắm. Mình cho chú thỏ đực bông vô đây làm bạn với thỏ mẹ mới nè các bạn. Đó, ít bữa nữa sẽ ra thỏ bông bông đen đen đủ màu ha. Dễ thương thiệt đó. Các bạn thấy rõ hình dáng của cô thỏ mẹ mới chưa? Dễ thương thiệt đó. Hai cái lỗ tai dày kìa các bạn. Nhìn đẹp ha. Wow, đẹp quá chừng. Đó, nhìn nhai thấy ghét không? Mình nuôi thỏ, mình cho ăn rau ấy, thì mình lấy phân của thỏ mình bón vào trong cái cây mâm xôi đó các bạn. À, thương quá, cho rờ miếng nè, cho rờ miếng nè. Hả, dễ thương quá à. Cho rờ miếng đi. Hả, cho rờ miếng. Nè, các bạn thấy không, tròn trịa. Chỉ ăn rau thôi, tròn trịa như vậy rồi.
thôi tạm biệt đây. Đây là cà chua hình giống như con ngựa vằn nè, nó sọc sọc, người ta đặt cà chua zebra đó, mình mua về mà chưa ăn luôn á, đó, trồng mà chưa ăn luôn, hái cho thỏ luôn đi. Wow, được một chùm nè, cho thỏ nè. Ăn không? Đó, cho ăn hết á. Ha, gặm được cái gì đó thì gặm. Ăn cái cọng cà chua các bạn. Thỏ, thỏ bông này. Ham ăn quá thỏ bông ơi. Thấy đám nào cũng nhảy qua hết trơn. Các bạn ơi, các bạn nói là mình ra quay những thùng dâu tây không có trái cũng được, thì mình ra quay cho các bạn xem nha. Đó, đem cái tô mà không biết có trái để hái không nữa thì cứ tìm thôi. Bây giờ nở hoa thôi các bạn, ra trái rất là nhiều, nở hoa mà không biết trái có lớn nổi không nữa. Đó, hoa quá chừng ha, chỗ nào cũng có hoa. Rồi đây nữa nè, đó, chưa có trái nào lớn lên hết trơn á. Rồi thùng thứ nhất mình đã quay xong, thùng thứ hai nè. Wow, có một trái này uổng chưa đó các bạn thấy không, mình không ra hái à, chưa chín luôn nó đã ăn rồi. Ừ, cái con sâu gì mà ghét dữ vậy nè hả, sau này cho nó vô thùng rác đi ha. Thùng thứ hai thì mình tìm như vậy thôi à các bạn, xong ha, không có trái gì nhiều hết, chỉ là hoa này. Bây giờ nở hoa thấy thương ha, chùm chùm trái trái nè, đây đây đây, những cái bông hoa tí 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 ở dưới này cũng đang trổ dậy nở hoa. Nở hoa giữa mùa thu, chuẩn bị tới mùa đông, giờ mùa đông làm sao mà nở hoa được, trời thì tối rồi. Rồi thùng thứ ba, thùng thứ ba thì tiếp tục cũng là hoa. Wow, bữa nay hoa lên quá chừng ha, ra bụi bụi không à. Chỉ ra hoa thôi các bạn ơi, không có trái gì hết. Nếu mà có trái thì cũng không được ăn, mấy cái con sau nó hái hết rổ cà chua nãy mình hái nè. Rồi đi tìm nhanh nhanh đi vô nhà chứ tối nè các bạn. Các bạn thấy không, trời tối thui rồi, nhìn đâu có thấy rõ nữa đâu. Đó, mấy trái cà chua này vô cắt thử miếng xem nó có chua có ngọt gì không. Và mấy trái này thì mình vô mình nấu canh. Hè, dâu tí hon. Đó, mình tìm thùng dâu cho các bạn xem nè. Nó lạnh tay chân luôn á. Ở đây chỉ có mấy trái nhỏ chút xíu xíu. Nè, trái này nhỏ mà cũng chín nè ha bà. Trái dâu bạch tuyết, dâu bạch tuyết thì đợi tháng 6 năm sau mới quay được, nó mới có trái. Và bây giờ mình quay dâu blueberry, blueberry nó rậm rạp quá, đụng vào đây sợ con gì nhảy lên nó cắn không ha. Thì lúc nào hoa cũng ra hoa thôi, dâu blueberry hoa là hoa đó, chỗ nào cũng có hoa nở ha. Đây có cái bông này, trời lạnh mà nở cái hoa quá là xinh, nhìn đẹp quá chừng. Hả? Thôi vậy thôi à. Rồi có trái này chín không, nó rậm quá các bạn, nó bứng ra bớt quá, trồng ra chắc cũng được 4-5 chậu nữa. Rồi cái thùng này là thùng thứ 8 nè, thứ 8 không có trái nào đâu, hết rồi. Đó, mình quay theo lời yêu cầu của các bạn, không cần trái cũng quay thì mình quay đó. Nhìn kìa, tội nghiệp ha, lá thì lạnh nó khô luôn, nó tái rồi nó khô như lá chuối khô ha, cái màu này đó. Rồi thùng thứ 8 nè, thùng thứ 8 cũng vậy thôi, đâu có trái này chín đâu, lạnh lắm các bạn đó. Toàn là lá khô. Bây giờ mùa đông á, mình để như vậy để cho nó giữ cái gốc ở dưới đó các bạn, nó khỏi bị tuyết phủ chứ mình không dám cắt. Đó, mình để mấy cái lá khô này để cho nó sưởi ấm những cái gốc dưới này, để cho cái gốc mình nó không có bị
lụi tàn trong mùa đông nha. Rồi cầm cái tô này chạy qua mấy cái thùng, mấy cái chậu rau nhỏ chút xíu của mình á. Lúc trước mình mua chỗ Thế Giới Hoa Quả đó, chạy qua đó xem có hái được trái nào không thì hái bỏ vô tô nha. Mới rửa sơ cái tô rồi, sạch sạch chút xíu rồi các bạn. Đây, những trái dâu dễ thương đang đợi mình nè. Hôm nay có trái nào chín không? Đó, có một trái trưởng ở đây. Chín, chín nhìn thiệt dễ thương nè các bạn. Đó, má hồng đàng hoàng ha. Đó, một bên thì má xanh, má trắng trắng. Quá chừng trời lạnh mà cũng ráng chín được dâu cho mình nè. Đó, hái hình trái cũng ok ha. Đó, bên này nè, có một trái nè. Đụng vô nó lạnh ngắt luôn các bạn. Không biết tối nay á, nhiệt độ xuống, biết mấy cái trái này nó có hư không nữa. Cái trái thì có thể hư, cái lá thì có thể hư, nhưng mà cái gốc dâu á là nó sẽ trụ được qua mùa đông nha các bạn. Xong mùa xuân nó sẽ nứt chồi, đâm chồi nảy mầm lên, rồi khoảng 1 tháng 2 tháng là nó ra hoa ra trái đó các bạn. Nhìn cái dâu này thương quá, không dám hái luôn á các bạn ơi. Rồi trên này một chùm nữa nè. Đó, nhìn nè, nó lạnh lẽo mà nó ùn ùn ở trong này, nó ra trái nè. Đây nữa nguyên cái chùm nãy bữa nữa ra trái mà chắc đem vô nhà đi ha. Lười biếng chưa sửa soạn chỗ trong nhà để đem mấy cái chậu dâu này vô nhà trồng. Bây giờ hái trái này đi. Đã. Wow, hôm nay là trái này đơn lẻ có một mình thôi. Đựng trái trong một cái tô thôi. Hái thêm trái màu xanh đi ha. Trái xanh này chắc ngon lắm á. Giờ mình cái hoa này không thể lớn lên được đâu, lạnh lắm. Ngắt cái trái này tí vô ăn ngon ha. Ăn cái trái xanh này nó tuyệt vời lắm các bạn, nó giòn rụm luôn. Còn cái trái này thì nó vừa giòn vừa thơm vừa ngọt, đã thiệt. Rồi hôm nay đi ra vườn để hái được chừng này thôi các bạn ơi. Bây giờ mình đi vô nhà thôi ha. Các bạn ơi, vô tới nhà rồi nè các bạn. Hái mấy trái cà chua bự này vô nhà thử, thử ăn nó như thế nào, nó có ngon không. Hái được 2 trái dâu nè. Chút xíu nữa mình sẽ ăn với muối. Thèm quá các bạn. Nói thôi là đã muốn ăn liền rồi các bạn. Nhìn ngon ha. Đó, thì mùa thu chỉ đi hái lạnh lẽo, chỉ hái được chừng này thôi các bạn. À, khi nào hẹn các bạn tới mùa hè năm sau thì mình có nhiều cây trái để cho các bạn ngắm nha. Rồi bây giờ chỉ như vậy thôi, hôm nay hái rồi cho thỏ ăn rồi này kia. Đó, xong ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.